Nếu bạn là một nhà sáng tạo đủ điều kiện trong chương trình đối tác YouTube YPP, quảng cáo là một trong nhiều cách giúp bạn tạo thêm doanh thu từ video dài, YouTube Short và sự kiện phát trực tiếp. Trong video này, hãy cùng MeTube Creators tìm hiểu một số điều trong nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo, cũng như cách bật và quản lý quảng cáo đối với sự kiện phát trực tiếp trên YouTube. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn làm YouTube cùng MeTube và chúng mình là MeTube Creators. Bên cạnh các quảng cáo trên video dài và quảng cáo tại YouTube Short thì quảng cáo trên các sự kiện phát trực tiếp là một phần quan trọng không thể thiếu của nền tảng này. Sự kiện phát trực tiếp có thể đủ điều kiện để chạy quảng cáo trước và trong video cũng như quảng cáo hiển thị. Bạn có thể bật tính năng kiếm tiền này khi phát trực tiếp từ thiết bị di động hoặc từ phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp. Nếu nhà sáng tạo phát trực tiếp từ thiết bị di động, trên màn hình chi tiết về sự kiện phát trực tiếp, nhấn vào cài đặt nâng cao rồi chọn bật tính năng kiếm tiền để bật quảng cáo cho sự kiện của bạn. Khi bạn phát trực tiếp từ phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp, hãy nhấp vào chỉnh sửa để chuyển đến trang kiếm tiền. Tại đây, bạn có thể chọn bật hoặc tắt tính năng kiếm tiền và chọn chế độ cài đặt cho quảng cáo trong video. Bạn có thể để YouTube tự động chèn quảng cáo trong video cho bạn, hoặc bạn tự chọn vị trí hiển thị quảng cáo trong video của mình. Nếu để YouTube tự động chèn quảng cáo trong video cho bạn, bạn có 3 mức tần suất để lựa chọn. Tần suất thấp mang đến trải nghiệm xem ít gián đoạn hơn nhưng tiềm năng thu nhập thấp hơn. Tần suất cân đối mang đến trải nghiệm xem bình thường và tiềm năng thu nhập ở mức trung bình. Trong khi đó, tần suất cao mang đến tiềm năng thu nhập cao nhất, đánh đổi với trải nghiệm xem của người dùng sẽ bị ngắt quãng. Dựa trên mức tần suất bạn chọn, YouTube sẽ xác định định dạng quảng cáo và thời điểm chạy quảng cáo sao cho phù hợp nhất với sự kiện phát trực tiếp của bạn để tối ưu hóa trải nghiệm của người xem cũng như thu nhập của nhà sáng tạo. Nếu bạn muốn tự đặt quảng cáo trong các video của mình, bạn có thể chọn loại quảng cáo được phép xuất hiện rồi đặt tần suất xuất hiện trong video hoặc tự chèn thủ công trong sự kiện phát trực tiếp bằng biểu tượng trên quảng cáo trong video. Khi sự kiện phát trực tiếp bắt đầu, nếu bạn để YouTube chèn quảng cáo trong video thì các quảng cáo này sẽ xuất hiện theo tần suất bạn đã chọn. Trước khi quảng cáo xuất hiện, nhà sáng tạo sẽ thấy thông báo cho biết thời điểm một quảng cáo sắp phát trong sự kiện. Nếu thời điểm đó không thích hợp đối với bạn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nút hoãn quảng cáo để tạm dừng hiển thị quảng cáo trên video trong 10 phút sau đó. Còn để thiết lập chế độ cài đặt mặc định cho quảng cáo trong sự kiện phát trực tiếp, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt của phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp, chọn chế độ cài đặt quảng cáo trong video mà bạn mong muốn rồi set mặc định. Khi đó, các chế độ này sẽ tự động được áp dụng cho mọi sự kiện phát trực tiếp của bạn ở sau đó. Và đừng quên theo dõi các số mới nhất của hướng dẫn làm YouTube của MeTube Creators để biết thêm các thông tin về các tính năng cũng như các thông báo mới nhất từ YouTube. Và chúng mình là MeTube Creators, đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục trở thành nhà sáng tạo nội dung. YouTube khó, có MeTube lo.